giòn nhá. Vỏ bóc rất là dễ luôn. Đấy, phun một phát là ra luôn. Mua bíp ra không thôi đấy. Mai có mua không nhỉ? Mai mua nhá. Tí có mua xúc xích không? Ok. Ra lấy nước đi. Tí ăn xúc xích hay giò à? Hả? Ăn xúc xích hay giò à? Thank you.
phải mua câu ăn mít không nhỉ? Thế giờ ăn xúc xích hay giờ là để con đi mua đây. Cứ hỏi xúc xích hay giò thì để ăn mít. Ăn mít hay xúc xích? Ông cứ nhầm ăn giò hay xúc xích để con đi mua nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.